cái thằng kia cấp cát nó sang đây cho thằng này. À, vậy là mấy thằng kia nó đi ăn cấp cát là sang qua cái chiếc xà lan này. Dạ. Thì nó lấy xác đây nó để lên chừng 20 thước, 30 thước rồi. Dạ. Nó lấy đem vô, ra lấy đem vô mình. Mấy xà lan nó không hút, mấy năm trước xà lan hút, mấy nay xà lan nó không hút. Dạ. Nó để cho ghe hút nó sang ăn tiền rồi. Ô, cái này bữa nay nó là mấy ngày chứ? Ba bữa hả? Ừ. Con thấy bự dài quá. Ủa chú, sao mà cái chỗ này sao mà ghe đậu quá trời nhiều vậy chú? Mấy thằng bắt cát nó gửi từ dữ đó. Là cái này là mấy vậy là mấy chiếc ghe này là mấy chiếc ghe mà là đi ăn trộm cát hả? Ừ. Rồi ăn trộm cát rồi bị công an bắt rồi đem đi về đây ha. Ừ. Mấy năm trước khó lắm, năm nay xong mới tháng này dễ quá trời, nó hút tháng này quá trời hút. Kỳ vậy ta? Vậy là giấc tối là đi nó đi ăn trộm cát nhiều lắm hả chú? Trời ơi, chừng 20 chiếc ghe á. Dữ vậy trời. 6-7 thời gian đêm làm nó sang cũng hết trơn á. Hết hồn hết nè. Hì như cái trời nổi vậy á. Tí La Cà Lâm chào mọi người, các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì Tí La Cà Lâm bạn thì mới nghe một cái thông tin, thì có một chiếc xà lan không biết bị làm sao mà chiếc xà lan đang đi chở cát thì chiếc xà lan nó đã bị chìm nha. Thì chiếc xà lan đó các bạn, thì mình nghe nói là chiếc xà lan đó là 600 tấn nha. Thì cái vụ việc mà chiếc xà lan này nó bị chìm đó, bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ ra đó, Tí La Cà Lâm sẽ quay cho bạn xem và sẽ hỏi là những người dân ở nơi đó là bị sao mà chiếc xà lan này nó bị chìm cho các bạn xem nha. Thì đó các bạn, thì bây giờ đó bạn, thì Tí La Cà Lâm đã đi ra tới ngay chân cái chỗ mà đã chìm cái chiếc xà lan này đó. Thì giờ các bạn thấy khu này là cái khu này khu ghe quá trời luôn nè. Đó thì giờ chiếc xà lan bây giờ chiếc ra đang bự chà bá đang nằm ở giữa ở ngoài cái con sông đó nha. Ở đây là mấy chiếc ghe này, là mấy cái chiếc ghe để là người ta trục vớt để người ta cứu cái chiếc xà lan nè. Chú, chiếc xà lan đó nó bị chìm hồi nào vậy chú? Hôm nay ba bữa. Ba ổ, nhưng mà nó bị nó, nhưng mà bị sao mà bị chìm vậy chú? Sang cát rồi. Hả? Ghe hút sang qua nó. Đó là cái ghe mà đi hút cát đó ha, là sang qua bên cái xà lan này. Rồi nhưng mà sang rồi sao mà nó chìm dữ vậy chú? Nó khổng quá rồi, cái nó bơm nước nó nghiêng. Cát nó vô đâu phải vô đều. Bên ấy bên nó bơm nước ra rồi còn nghiêng nó lật. Dạ. Nó nghiêng nó chìm, chút cái mũi xuống nó chìm. À, như vậy là những cái tài sản gì trong chiếc xà lan mình chắc là không của nó không có cái vớt được hay chú? Hả? Ba cái tài sản gì, quần áo, đồ đạc nữa. Chìm hết trơn. Cát cả 700 khối chìm dữ lắm mà còn tiêu. Ủa nhưng mà con nghe nói là cái chiếc xà lan này nó là 600 tấn hả chú? Không biết nhiêu, bự lắm. Dạ. Từ khủng khiếp nó nổi ra biết à. Tại vì con cũng nghe ngày qua người ta nói bự lắm. Là người ta nói hồi là chiếc xà lan này là tầm 600 tấn á. Ừ. Ủa cái này nó chìm sao mà nó lật luôn ha? Ừ. Nó nghiêng là cà bị nó vậy đó. Dạ. Liên nhiên là nó chổng cái đất lên trời luôn. Bên nặng bên nhẹ cái nó lật. Ủa vậy rồi bây giờ người ta có kéo của nó lên cho chú? Hả? Cũng như mà làm mấy chiếc kia để lại đặng mà lật lại á. Hồi qua hai chiếc xà lan kéo không nổi. Ghê ghê ha. Ừ. Nhưng mà nó con thấy nó bự quá. Nó bơm muốn nổi lên phi cái bơm cái phao đó nó bơm chổng. À. Lật lên nó lại không nổi á. À. Kéo hai chiếc bạn gà nhỏ qua kéo không nổi. Dạ đúng rồi. Hai qua hai lần bự rồi kéo nữa thì gà lên được à. Dạ. Bữa nay nó làm gì nó đảo nó kiếm cái gì không biết. Dạ. Ủa cái này là nó sang cát qua rồi nó nghiêng có một bên hay gì chú? Người nó chìm nó không đừ rồi, nó sang không đừ bị nước không đó. Dạ. Không đừ cái nhúc nhích sao mê nó lật không biết. Lật luôn hết trời. Rồi ghê ta. Rồi người có bị gì không chú? Không. Là cổng hai kia nhào lên cái gì có hai ba người. Dạ. Yeah. Ủa nhưng mà chiếc xà lan này đúng là chiếc xà lan này bự mà sao mà bơm cát ngang mà của nó lật ngổ ra hả chứ? Nó đầy nhóc rồi nó giờ nó bơm nước ra đó rồi. Ôi. Nhưng mà cái này là đi bơm cát lậu à. Chú. Mấy kia cái ghe bự bự vậy nó hút lên nó ghe nó hút
cái chục kia đó. À. Một đêm mà chừng đưa đò cứ 20 chiếc ghe đó, nó chạy qua chạy lại, nó xúc sang, sang. Vậy là cái đó như là kiểu mình đi, kiểu mình đi ăn cắp cát hả? Cái thằng kia cắp cát nó sang lại cho thằng này. À, vậy là mấy thằng kia nó đi ăn cắp cát là sang qua cái chiếc xà lan này. Dạ. Thì nó lấy xác đây nó để lên chừng 20 thước, 30 thước rồi. Dạ. Ra nó lấy đem vô, ra lấy đem vô mình. Mấy xà lan nó không hút, mấy năm trước xà lan hút mấy này. Xà lan nó không hút. Dạ. Nó để cho ghe hút nó sang ăn tiền. Ô cái này nó bữa nay nó là mấy ngày chứ? Ba bữa hả? Ừ. Con thấy bự dài quá. Ủa chú sao mà cái chỗ này sao mà ghe đậu quá trời nhiều vậy chú? Mấy thằng bắt cát nó gửi từ dữ đó. Là cái này là mấy vậy là mấy chiếc ghe này là mấy chiếc ghe mà là đi ăn trộm cát hả? Ừ. Rồi ăn trộm cát rồi bị công an bắt rồi đem đi về đây ha. Ừ. Mấy năm trước khó lắm, năm nay xong mới tháng này dễ quá trời, nó hút tháng này quá trời hút. Kỳ vậy ta? Vậy là giấc tối là đi nó đi ăn trộm cát nhiều lắm hả chú? Trời ơi, chừng 20 chiếc ghe đó. Dữ vậy trời. 6-7 thời gian đêm làm nó sang cũng hết trơn á. Hết hồn hết à? Hì như cây trời nổi vậy. Ủa nhưng mà của nó hút là của nó hút phía bên nào chú? Phía ở bên... Giữa sông ra, giữa sông hút rồi. Là chú nghe là nó, cỡ 20 chiếc ghe là của nó ăn trộm cát hì luôn hả? Ừ. Ghê là. Liền nữa ta nói. Cái vô ra như đưa đò đó. Dạ. Yeah. Nó đưa thùm, nó đèn nó sạc rồi hết trơn. Ủa vậy là chú là người cai quản ở cái chiếc ghe này hả chú? Ừ. Giữ ghe ăn tiền đó mà. Dạ, một tháng bao nhiêu chú? Tháng 1 triệu mà, 3 năm chưa có một bạc nào hết. Ủa, làm sao mà kỳ vậy? Thì nó cho lãnh nó mới, nó cho người ta lãnh nó mới, mình mới có tiền. À... Rồi nó có mấy chiếc này cho chuột hiện đưa tiền liền rồi. Mấy người lỡ mấy ghê là người tôi bỏ luôn rồi sao? Mình hút nó. Mình có tốn hao gì đâu rồi. Mình chừng nào nó bỏ nó không thấy rồi. Mình hút 3 năm rồi cũng chưa có một bạc đó. Rồi trời. Quá. Còn nhờ cái xà lan bự lắm. 80 tấn rồi mà. Còn ngon lắm. Quá trời ghê luôn rồi trời. 9 chiếc hả? Hết luôn hả chú? Ừ. Sao mà con thấy đậu quá trời nhiều hả? À? Chín chiếc đó, ổng còn chiếc nhỏ này người ta gửi với chiếc mà kể tôi đậu đó. À. Để tôi cũng đi sang các lậu đó. Dạ. Sang bên Bến Tre, không sang bên đây. Này không có mối vô. Trời ơi, chiếc sang này nó bự quá trời luôn ha chú. Trời ơi, nó nổi lên tôi biết nè. Chú nghĩ là hôm nay là có thể nào là mình kéo chiếc xà lan này đi lên luôn không? Không chú? Dễ lắm, nó kéo đi ở Cà Mau, không biết nó không kéo hay sao không biết. Hồi nó kéo hai chiếc xà lan, mượn hai xà lan kéo thì nó cạn kéo không nổi. Hôm qua nó làm nóng lên cao hết sức à. Dạ. Cái đó có hai xà lan thì cột giật kéo hai chiếc nhỏ xíu của nó kéo không có thấm nó. Dạ. Hôm qua nó bơm nó đưa nổi cái lên cao dữ lắm. Dạ. Nó có phao đụng đội trong á. Sao bữa nay nó chạy vòng vài nó không... Vậy mà cái con sông này vậy mà còn người đi ăn trộm cát nhiều quá trời chứ. Có chừng khẳng là 10. À. Cái này thì xả ấp gì, có bo rồi lợi hoài nó. À. Nói ở tù chết luôn. Ăn trần ống tới đáy. Ở nhắm mắt cho ăn mà. Mắt nhắm mắt mở chứ. Quá trời luôn trời. Nè cái chiếc... Chiếc nào? Chiếc nhỏ này nè. Cái chiếc nhỏ xíu này hả? Đây nè, ừ. Ủa sao nó, của nó nhỏ xíu mà đi bơm cát được sao chú? Không, nó bị bắt cát á. À, là... Mày bơm cát. Là chạy đi để là gình bắt mấy thằng ăn trộm cát hả? Ừ. Nhưng mà lại nó không bắt mà. Nó được gửi sữa rồi, nó không bắt nữa. À. Cũng dầu cho mới đó. Cũng trong băng của mẹ ổng không đó. Dạ. Yeah. Cát là của nó hút lên là giữa cái con sông cái luôn hả? Là bên kia cũng chừng đấy, nó đi tới đâu đi kệ nó. À, cũng như là chỗ nào có cát là chỗ đó là ừ. Là nó lại nó sẽ hút nha. Cái mỏ cát này họ không cho xe sáng cạp lấy nữa ở đây nữa. Ủa chú, nhưng mà mấy thằng nó đi ăn trộm cát là của nó hút xong là của nó bán qua cái chiếc xà lan này. Ừ, nó hút nó đưa qua xà lan này. Bán à? Chắc vậy chứ, trời ơi, nó bán chứ nó đâu có hút giùm. À. Ghe 40-50 tấn, 30-40 khối lên hết trơn.
chúng thấy dân rác nó chạy lên chạy xuống đậu thanh danh này lên chân à. Dạ. Không có sợ ai chứ. Kỳ vậy đó. Hồi đó con nghe hô là căng lắm mà. Căng lắm mà mới tháng mấy nay nó tự nhiên rồi. Có bo đồ ghé nó hoài à. À. Cũng như nó có chân cẳng gì nó vô được không biết. Cũng... Ủa sao giờ sao nó không có lại nó kéo hay nó cẩu lên ra? Nó đậu trời thì không biết để nó cạn hay gì đó. À. Đó. Bốn chiếc nó. Ủa đúng ra là mình phải cái nước lớn chứ chú đặng mà là mình kéo qua cho nó dễ hơn ha. Nó cạn đặng nó vô được hay gì nó không biết nó phao cái chim. Cái này con nghĩ chìm rồi chắc của cải rồi ở ghe là không còn gì hết quá. Đâu có gì. Có gì? Áo mình bùng thôi chứ đâu có hai thằng lính đi mướn nó thôi chứ. À. Chứ đâu có đem. Ủa nhưng mà chiếc ghe này là chú khi mà nó lấy cát lên rồi nó đi bán ở đâu hết ta? Là đậu đề biết nó có mối. À. Hình như dám nó đổ mấy công trường lộ trong đây làm lộ dữ lắm. À, dạ dạ. Thiếu cát đó. À. Rồi nó hút. Cái mỏ cát này của ông kia ông lấy sáng cạp lấy mà nó không cho khai thác nữa rồi. Dạ. Bớt sáng cạp. Dạ. Yeah. Lấy dưới cả kè dưới trên bắt con chim không à. Dạ. Hồi đó mỏ đây nó đem mà. Ủa nhưng mà con nghĩ lần một chiếc tàu này mà cái xà lan này mà 600 tấn mà sao mà nó lật nổi bự 600 tấn là nó của nó bự dữ lắm hả chú? Ừ, nó lớn đó. Ôi ôi ta la. Nó khẩm đừ rồi ha, khẩm ngập cái bè chụp đi đó. À. Mà nó còn kè thêm hai chiếc ghe đừng vô đây đặng nó sang đặng nó bơm nước ra đặng sang cho nó nữa. Ghê trời. Ừ, nó còn cái bè cái gió năm sáu tấc này nè. Dạ. Mà nó lên hai ba tấc rồi. Dạ. Còn ba tấc nó đâu có ấy nữa. Mà dạ. Sao không biết chụp chút là lật. Ghê ta. Rồi. Cũng như là kiểu của nó úp ngang luôn hả chú? Thì nó lật không biết. Hình đông tôi thấy nó còn tôi ngủ ra tôi thấy hình đông nó nghỉ sang rồi nó chạy nhóc ghe rồi à. Sao nó hồi cho thấy nhẫm phu lên không biết. Ủa nhưng mà chú ngủ là chú ngủ ở đâu? Đó, chiếc ghe đó đó. Là chú ngủ cái chiếc ghe lớn ha. Ừ. Ủa mà nhà của chú ở đâu? Đó. Là chú không có ngủ trong nhà mà chú ngủ ở dưới ghe này. Ừ, coi chừng mấy ghe dễ tôi với hình đông không này chứ. Yeah. Mấy chiếc kia lên chừng dịch lấy hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Cái gì? Mấy cái chiến dịch là bị người ta lấy hết hả? À? Gỡ lên chứ. À. Cho lại chuyến này cho mấy hàng ghe bị bắt nó lấy rồi. Dạ. Yeah. Cho lấy chiến dịch, cho lấy bình bọng rồi cốc đề cục sạc thì cho lấy cho. Là cho cái người chủ á là lấy những cái đó lại. Ừ. Hôm đó nó không có cho sau này nó cho lại rồi. Dạ. Yeah. Cái ghe này chắc con nghĩ là hôm nay chắc mình chưa có kéo nó đi lên nổi đâu hả chú? Nó làm hôm nay nó có thầy nó xuống rồi chắc nó chuẩn bị rồi, này dám kéo lên. Hôm yeah. qua nước đầy ra đâu nó nghiêng nó nhẫm nó động phao nhẫm lên rồi. Yeah. Mà hai chiếc ghe nó xíu kéo không nổi. À. Bữa nay có một chiếc đường nữa là ba chiếc. Dạ. Yeah. Dám kéo nổi lắm. Nó biết rồi nó động thêm. Vậy là ngày vậy là bữa hẩm chìm là ngay chân chỗ này luôn hả chú? Ngay chỗ đó. À. Hình như nó rớt cái máy hút cát của nó hay gì cái máy được bơm lên bờ đó. Rồi bây giờ người ta có vớt lại chưa? Lấy xà lan lên mới kéo lên chứ lấy lên để đâu. À. Cái cây nó treo cái thùng nó hoài à. Dạ. Bị nó nặng quá nó để trên sắt nó đâu có phan lủng chi bắt chứ. Dạ. Rồi cái chị đâu có bao giờ chìm nó chìm nó lật cái máy trước. Dạ. Còn ở trong xà lan thì cái máy trong thì nó có sẵn nó mít cứng ngắt vô nền nó rồi. Dạ. Hôm qua nó treo cái phao đây nè ra nó mò đựng cái máy rồi nó cột rồi. Lấy xà lan lên mình lấy cái kia lên nổi. Dạ. Chứ kéo cái máy trước rồi để đâu giờ. Đúng rồi. Chú muốn rồi chú. Ok tôi không có hút. Dạ. Hôm nay tôi không có hút. Không biết không thuốc. Dạ. Anh nhậu chích được không. Vậy là chú làm ở cái chú giữ ghe này là cách nay bao nhiêu lâu chú? Giữ lắm. 3 năm mấy 4 năm rồi. Ba mấy mà 4 năm mà chưa có ngày nào. Cái tịch thu đó chưa có đồng nào. Còn bên kinh tế nó bắt cái chừng tháng 2 tháng nó giải quyết à. Chiếc 2 triệu rưỡi rồi. À. Người nhỏ gì kệ nó không biết. Ủa mà sao giờ bị công an bắt rồi sao giờ không có ai lại đi lại lấy cho ha. Bỏ luôn cho. Nó không cho. Ông bị quá nhiều. Cái ông bị nhiều chiến rồi nó tịch thu luôn đó. À. Cái ghe này mà bắt cát bị dân bắt
nhìn bệnh cũng qua cái thôi chứ không phải là nó của nó kéo đặng lật ngang qua sao bây giờ hả một giờ... thì một hồi á chịu... nó kéo lật ngang đó à, nhưng mà chắc mình mà tưởng tượng là khi mà nó lật ngang chắc nhìn cái cũng ghê lắm hả chú không không vì nó có nhà hiệu nó không không à. Cái bon cát thì nó hút đó à. Nó chìm cái nó giọng cái tàu gâu là nước là đạp hay tàu gâu méo cái mùi luôn á dạ cái đó nước nó giận một cái dữ lắm ha ừ còn cái này nó xuống nhà hiệu à dạ yeah. Nó có bên dách đây nó đỡ nó bật lên nhà hiệu à rồi nó bật không nổi nữa dạ yeah. Ở trong có nước nữa rồi nó cản lại cái này chắc đợi nước kè xuống ừ nước cầu còn đầy quá sao lặn nổi hôm qua nước lớn có cái này người ta lặn bằng máy mà ừ ta lặn máy mà vô nhà máy cho hôm nhậu đã quá rồi không không nằm chưa sạn được ở ở vậy là nó đang sửa sạn hả chú chắc vậy đó. Nó đang sửa sạn đặng nó đi ra nó của nó lặn nha đặng nó lật chiếc xà lan lên à, nhưng mà để hồi qua và thấy mà của nó lật ngang nhìn cũng đã ha ừ. Đã mắt luôn cái cây dễ ở cạnh cái nó cặp thao vô cái vô thuốc trong cái nó bơm lên nổi cái bề gió cái nó hút cái đồng gà màu lắm à nhưng mà cái xà lan lại là khó hơn hay chú cái xà lan nặng quá dạ quá trời bự không bốn chiếc cây chìm đây là cũng trời trời hên nó bốn chiếc chìm là hổng gài là cũng như năm chiếc rồi đó là hổng gài luôn hả ừ. Là ngay chân chỗ này mà chìm bốn năm chiếc rồi ừ. Ghi hồn ta là đừng là cái chạy là gì không là mấy cái ghe đó là mấy cái ghe hút cát là đi ăn ấy không đi ăn trộm cát không ha hút sang qua nó à. Không có xà lan không có đồ hút à. Ủa nhưng mà tại sao mà ghe là chìm ngay chân chỗ này không hả chú thì ông sang đâu chìm đó à. Xà lan đậu đâu đi à. Nó vô đó nó sang thì nó cái lạc cho chìm dạ có chiếc từ nhỏ có nó chạy sống gì lắm ông cầm cẩm nó chạy không hay tạp vô hai ba tạc là anh chìm đi à có chiếc vỏ bị chích là chạy dữ lắm dạ yeah. Cái vỏ đi là chích gì đi chích cá hả không phải nó bị coi mấy này hút á à nó đụng nó bị coi đó dạ coi chừng đó dạ dạ mà nó chạy nó đâu có tính không sao nó tính không sao anh vừa chạy chìm hai ba chiếc trời ơi cẩm quá trời ông ấy cẩm té vô cũng chưa bơm nước cả. Ủa sao mà lấy mình người ta lấy người ta đi ăn chợ người ta lấy cũng vừa thôi chứ lấy gì mà quá chứ cẩm chứ. Quá tải. Nó có cái lỗ rồi tới đó nó mới gà nước. À. Vậy các tới đó nó gà nước nó gà cái lỗ. Biết rồi. Chứ lấy mình đã đi ăn chợ mà lấy gì chìm không lỗ. Không có chìm mà tại nó chạy rồi nó chìm. À. Chứ ông sang lên cái ông không coi ở dưới ở sau máy hầm máy á. Dạ. Nó xúc nó xì nó chìm. Trời ơi. Chứ sang cả nửa tiếng hồ mới gọn ra chứ. Chìm rồi của cải mình đã mất luôn hả chú? Qua ông không có. Chừng lấy lên chừng 10 triệu rồi, cái ghe. À. Phải, chuyện hôm qua cái ông mà mượn chiếc xuồng chú đó. Đồ đạc mất tiêu trên còn bộ đồ bận cho mình à. Như thấy lượt lụm thấy ông đi đổ chân luôn. Ông đi thì có vài cái bộ đồ thôi nhưng bữa hai ba bữa ông về chứ đâu có yeah. gần đi không à. Dạ. Yeah. Nó đâu có của cải gì đem theo. Mà chú nghĩ mấy anh cứu hộ lấy chiếc này lên là cỡ bao nhiêu tiền chú? Không biết. Cái này chắc cũng cỡ mấy chục triệu quá. Chú, rồi hôm nay rồi nãy giờ cái ông chủ ổng có lại đây chưa? Đây chưa chú? Không biết. Cái ông chủ xà lan nè. Cái ông chủ hay là đi mướn không biết. À cũng như là cái đó là mình không biết ha. Ừ. Là một xà lan vậy là chú hô là đi có hai người hả? Hai ba, có khi cũng đi theo với những. À. Không có rồi muốn hai thằng bơm lên chứ thằng chạy hai thằng đó yeah. Ví dụ thằng bơm lên thì 500 thằng cầm gái nữa thì 700 giờ sao nó chạy ra đây nó chạy lên đó là như ta thằng ấy có chiếc chìm chở nữa hai chiếc nhỏ quá hai chiếc khó khăn chứ là dễ đâu dạ yeah. Ôi bữa hổm là chú có chứng kiến là chiếc này nó bị chú có thấy là nó lật không? À, thấy lật không có nó lật đâu hồi hừng sáng tôi không có ra. À. Cái ông này là chính xác nè. Là ổng là chứng kiến luôn ha. Ổng ngủ đây nè. À. Giữ ghe đây nè. Dạ.
Ông bữa nay ba bữa rồi chú nghĩ là sẽ trục vớt lên xong không? Chắc nhưng mà chưa nữa. Chưa biết cả nha. Dạ. Tới giờ còn 5 giây mình đâu có biết được. Dạ. Vậy là nãy ông thấy là mới kéo đi về đây luôn ha. Mới trên đó chút xíu đó. Dạ. Trên đây là lúc ở trên cái dàn không lên luôn. À không luôn. Mày giờ bây giờ sánh lặng luôn vậy. Nó chạy luôn rồi nó nghiêng rồi. Nghiêng mà. Rồi. Giờ cái lặn sai nó nằm mấy ngoài sông á. Ở ngoài sông á. À, ở ngoài sông cái có hai cái chiếc vỏ lãi đang đua. Đang đua kệ hết trơn, thấy con nó biết mà. Chiếc này suy nhê gì? Nó chạy nhanh lắm á, đừng có chậm. Chạy ghê không? Cái này là tâm tốc này bất động. Lại ngang nhau kéo kìa. Ôi, suy nhê gì? Quá trời. Chỉ rồi về cái này. Nó nhanh mà không em bận gì ghê à. Đua nè. Hai chiếc đang kéo quá dữ, còn chiếc kia ra chìm đâu thấy rồi. Ủa còn ở Kiên Giang mà có phải là cái ông chủ là ngày hôm qua nói thôi là mình không hỏi ông là ông ở Kiên Giang vậy. Nhưng mà cái chiếc xà lan này chính xác là 600 tấn không chú? Nghe ông nói 600 đó. Thì giờ các bạn thấy nè, bây giờ nó đang nằm kế bên là cái khung sông này đây đó bạn, là cái con sông Tiền nha. Thì ở đây đó các bạn, thì kế bên chợ là chiếc xà lan này là của nó chìm, là cái con sông Tiền, là kế bên chợ Mỹ An nha. Chợ Mỹ An thì thuộc về huyện Mang Thít luôn. Đó thì các bạn thấy nè, giờ nó đang nằm chờ thợ nha, bạn đợi người tới để là kéo nó lên. Cái chiếc xà lan này mà 600 tấn, mà chiếc xà lan này khi mà nó mà nổi lên chắc cũng lớn dữ lắm hả chú? Lớn. Tại vì giờ là nó đang nằm ở sông mà mình thấy của nó chà bá nè. Thấy chiếc này nè, đụng chưa thấy chưa hết hồn bên dưới luôn. Bên dưới mấy ngàn tấn. Ghê hồn vậy? Mấy ngàn, tầng bên, bãi, sắt luôn. Mấy ngàn tấn vậy? Hai máy hai chục chì nè. Trời ơi. Lạnh, sống luôn, mấy ngàn à. Thì đó các bạn, thì giờ là đây là mấy cái anh em để đang chờ tới nước gồng nè, đặng là kéo cái chiếc xà lan này đi lên nè, đang ngồi ở đằng kia nè, đang ngồi ở đó để ăn cơm trưa. Rồi sẽ đợi tới cái giấc chiều sẽ là hôm nay là bên cứu hộ này, thì mình cũng nghe là mấy chú nói đó bạn, thì hôm nay là kêu thêm là tổng hết là 4 chiếc nha, đặng là kéo cái chiếc xà lan này lên nó mới nổi nè, tại vì chiếc xà lan này nó quá trời lớn, nó tới 600 tấn nè, cho nên là cũng hơi bị rất là khó khăn nha. Giờ các bạn thấy là nó chà bá luôn nè, nó nằm ở dưới cái con sông này các bạn thấy là như cái ong nược luôn nè. Ghê hồn thiệt chứ. Ủa nhưng mà chú nói không là lấy chiếc xà lan này lên là bi nhiêu tiền chú? 120 triệu. Là lấy lên là 120 triệu hả? Cũng ghê vậy. Thì cái ông mượn xuồng tôi qua nè. Tôi hỏi ông nói đó, 120 triệu. Trời ơi. Chứ tới 6 tầng tới mà khó lấy lắm chứ. Trời ơi. Cái nào? Thì cái đó là cái chiếc xà lan đó. Cái này là chú nghe nói là đâu đi được con, tại vì nó đã cạn rồi, nó đã dưới đất ở dưới nè, bây giờ đợi người tới để là mình nghe nó lôi nó lên. Ủa chú sao mà cái ổ mối mà nó mọc ở đằng trước cửa của các cái miễu luôn chú? Không biết sao nó cái đó. Trời ơi, cái ổ mối gì mà nó chà phá vậy trời?
Đó thì giờ các bạn thấy là cái ống mối là nó đã mọc lên bố, nhưng mà ống mối này mọc cách này lâu lâu chưa chú? 3-4 năm nay à. Là 3-4 năm mà cái ống mối nó bự chà bá ha. Là mọc cái ống mối mọc phía ở đằng trước của cái miễu luôn. Là ống mối bự có bự hơn cái thúng. Trời trời. Cái bà nào bỏ lại nó cầm một dịch đó. Ừ. Cái đồ để cái nhang bỏ quay. Chúng xô lô của ba con mà nãy mới quên nó còn gì nhiều quên. Gì vậy? Đây nè, tôi nói chú cái miếu nặng ba đây. Dạ. Ở mà cái dừa đó. À. Rồi thằng em tôi nó mới cho người ta mướn đặng cặp đất lên chạy máy đó. Dạ. Đủ mà cặp ngay chân đưa cái miếu cái nó gãy cả cốt luôn. Trời trời. Và bánh miếu thành thứ nó mới giờ vô đây nè. À. Nhưng mà chú ơi, nhưng mà cái này con có nghe nói hô là ở ngay trên cái khúc này là hổm gài là chìm không là 4-5 chiếc là tàu không? Là trước cửa của cái miễu luôn ha. À, đúng rồi, đúng rồi. Là chìm là 4-5 chiếc tại ngay đây luôn. Ờ, ngay. Trời ơi trời. Ngộ vui cho ta. Chú nói hồi nãy là con nghe không có là cái miễu này nằm ở trước. Nằm ở chi vừa đó đó. Đó thì bây giờ đó thì đó, mình cũng mới nghe một cái người chú đã chia sẻ. Thì cái miễu này thì cái máy cẩu đằng trước của cái miễu là có một cái ổ mối chà bá, nhưng mà còn phía ở dưới trước mặt là một cái con sông tiền là có 5-6 chiếc ghe thì đã chìm tại ngay chân cái miễu này nha. Đó thì bạn thấy là nó đỏ đỏ đó là tại ngay chân chỗ này luôn nha. Phải trước khi muốn làm gì là mình thấy mình phải cung giấy chứ. Dạ. Hôm trước ông già còn sống là bằng cây. Dạ. Rồi sống đánh nó trôi đó, rồi ông nằm ngủ ông hay. Dạ. Trong ngày ông hay rồi trôi dưới cái dạng này nè, rồi vừa kêu ông già tôi giờ mà giấc gì đó, mà tao lạnh quá mà giấc tao về. Rồi trời. Ghê vậy. Ừ. Vừa kêu đặng giấc lên. Giấc lên nó còn thời gian. Rồi thằng miếng xe mấy cái cẩu nó cẩu gãy luôn, bể miếng là cái gì sáng cạp đất ghê là cái cạp á, sáng cạp á linh thiêng dữ trời. Thì mà các bạn ơi, thì sớm như bạn thì tí là làm bạn thì cũng có nghe một cái thông tin là có một chiếc xà lan bự 600 tấn đã chìm mà tại con sông cái con sông tiền nha. Thì giờ đang chờ đợi để là kéo chiếc xà lan này đi lên. Thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí là làm thì cũng có trả lại hỏi những mấy cái người chú ở nơi đây thì người ta cũng có kể đó các bạn, thì kể thì sớm giờ kể cũng đã hết các bạn. Thì thôi giờ tí là làm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là làm bạn, hãy cho tí là làm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là làm luôn các bạn. Giờ tí là làm bye bye các bạn nha. Bye bye.